Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền về được một chiếc xe rất là hot mọi người. Nên mà khi mà Tuyền giới thiệu xong, các anh chị nào mà thích cái dòng này thì phải tới sở hữu ngay ha. Rồi thì bên cạnh Tuyền đây là chiếc 7 chỗ của Mitsubishi, đó chính là Pajero Sport ha. Chiếc này được sản xuất là năm 2017, máy dầu số sàn nha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước đi. Rồi giá Tuyền sẽ báo ở cuối video ha các anh chị ha. Rồi, xe được sở hữu nước sơn là màu nâu các anh chị. Màu giống như là màu đồng á. Màu đồng ha các anh chị ha. Đó các anh chị nhìn nha, xe này đời 2017 nên Tiền có thể hỗ trợ cho các anh chị là vay ngân hàng được luôn nha. Vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Bữa giờ nào các anh chị nào mà đang cần tìm chiếc Pajero Sport này thì hôm nay thấy video này nhớ gọi lại cho Tiền ha. Hoặc là những anh chị nào mà bữa giờ dặn em một chiếc xe màu ít á, thì chiếc này cùng phân khúc luôn các anh chị, cùng phân khúc giá Tiền thì nó cũng bằng bằng như chiếc kia luôn. Thì nhớ ủng hộ Tiền ha. Rồi, thì xe này biển Sài Gòn nha các anh chị nha, 51G40105 ha các anh chị. Xe này biển Sài Gòn cho nên nếu mà các anh chị nào mà ở Sài Gòn mình sở hữu ngay chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Rồi cho các anh chị nhìn nhìn Tiền phần nước sơn luôn. Nước sơn thì Tiền thấy còn rất là liền là các anh chị, không có bị trầy xước gì hết nè. Đó, còn rất là mới ha các anh chị ha. Rồi mình kiểm tra lốp luôn. Đây, độ hao mòn nha các anh chị. Đó, rồi để Tiền tìm cái đất vỏ cho tất cả các anh chị mình xem. Đất vỏ này chắc cũng lật vô trong luôn rồi thôi. Tí nữa mình sẽ kiểm tra đất vỏ phía sau nha. Nhìn xem Tiền phần mâm luôn ha. Mâm trước thì Tiền thấy không có trầy các anh chị. Chỉ có dơ thôi chứ không có trầy xước gì luôn á các anh chị. Rồi, ở đây thì Tiền thấy có dán phim nè, trang bị cho mình luôn cái bệ bước ha các anh chị ha. Ba nắm cửa thì mạ rôm nha các anh chị, ba nắm cửa thì mạ rôm ha. Rồi cho các anh chị nhìn dùm Tiền phần keo chỉ luôn. Đó các anh chị nhìn dùm Tiền ha, màu tối cho nên là chắc nhìn keo chỉ nó hơi khó thấy á. Thật sự kiểm tra thì kiểm tra vậy thôi chứ xe bên Tiền thì đã có mấy anh bên đội thu mua là kiểm tra xe kỹ hết rồi thì mới lấy xe về các anh chị đó, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Đó các anh chị nhìn ha. Rồi nhìn phần ốc trên cửa phía sau dùm Tiền luôn. Đây, còn sơn luôn nè các anh chị, chưa có dấu hiệu tháo mở gì hết ha. Còn nguyên zin nha các anh chị nha. Rồi ok, Tiền đóng lại ha. Rồi mình ra phía sau nha các anh chị. Xe này thì thấy có trang bị cho mình cam lùi rồi nè các anh chị, có cảm biến lùi luôn ha. Đây, 4 cảm biến lùi nha các anh chị, 4 cảm biến lùi ha. Rồi dưới đây là lớp dự phòng nha các anh chị nha. Lớp dự phòng thì được đặt dưới đây ha. Lớp dự phòng này Tiền thấy còn gai rất là nhiều nè. Chắc cũng không có xài được bao nhiêu hết các anh chị ơi. Cái này không biết có hạ chưa, Tiền thấy nó còn cái đường này chắc chưa hạ luôn nè các anh chị. Này, còn cái phần viền sơn luôn nè. Chắc dự phòng này chưa hạ các anh chị. Rồi, Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem ha. Cốp này thì nó có ti ben trợ lực ha. Rồi nhìn dùm Tiền phần ốc cốp nha. Đây, 4 ốc cốp còn nguyên nha các anh chị nha. Rồi nhìn keo chỉ dùm Tiền luôn. Đó, nhìn dùm Tiền ha. Rồi, rồi dưới đây nha. Dưới đây thì có mấy cái ngăn cho mình đựng đồ các anh chị. Mấy cái ngăn cho mình đựng đồ ha. Đấy, bên đây là ngăn đựng đồ ha. Rồi, hai hàng ghế phía sau là từng thấy là từng hàng ghế phía sau thì đều có hộp gió làm mát cho mình hết nha các anh chị nha. Có hộp gió làm mát cho mình ha. Đây, đồ nghề thì được đặt bên đây ha các anh chị. Đó, tay quay con đội nha. Rồi để Tiền đóng lại. Nó cũng tương tự như chiếc Fortuner các anh chị, cùng phân khúc với Fortuner luôn. Rồi, rồi ở đây thì có cổng sạc 12V cho mình nữa nè. Đó, rồi Tiền đóng lại nha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất ha. Rồi nhìn dùm Tiền nha. Thì xe được trang bị ghế da nha các anh chị, với tông màu kem ha. Chất da thì còn rất là mới nha. Sàn thì sàn simili nha các anh chị.
Timely nhưng mà có tắt đi sàn hết trơn luôn ha các anh chị ha. Rồi, để Tiền tiến về khoang lái thì cho các anh chị xem đồng hồ luôn. Xe này mới về các anh chị, Tiền chưa có vệ sinh gì luôn mà Tiền quay cho mọi người xem ngay luôn á, vì cái dòng này rất là hot. Rồi. Nhìn sơ đây thì Tiền thấy cứ trang bị cho mình cam hành trình nữa này các anh chị. Xe này thì mình sử dụng là chìa khóa cơ nha. Đây, chìa khóa cơ ha. Rồi, trước tiên thì nhìn sơ giùm Tiền cái phần vô lăng trước ha. Vô lăng thì Tiền thấy còn rất là mới luôn á, không có bị trầy xước gì hết á các anh chị, còn rất là mới ha. Rồi, ở đây, nhìn giùm Tiền đồng hồ luôn. Xe này thì mình đi được 80.000 km, 80.327 km ha. Các anh chị có thấy rõ không ạ? Để Tiền mở nhỏ volume lại rồi. Bên đây thì có trang bị cho mình cái CD này các anh chị. CD ha. Đó. Các chị nhìn sơ giùm Tiền ha. Xe này thì vẫn còn hai chìa ha. Hai chìa nè. Đó. Rồi. Số sàn ha. Đây là hộc đựng đồ, bệ để tay ha. Rồi, ok. Bây giờ Tiền sẽ tắt máy nha. Mình ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha các anh chị nha. Hôm nay thời tiết mưa cho nên là không biết là Tiền quay cái video nó có rõ không nữa. Tiền sợ là quay nội thất á, cái nó tối các anh chị xem không rõ. Rồi. Rồi, trước tiên thì nhìn về phần ốc của nắp capo trước nha các anh chị nha. Ốc của nắp capo ha. Đấy. Rồi, nhìn keo chỉ giùm Tiền ha. Đó. Đó, nhìn giùm Tiền nha. Nhìn xuống giùm Tiền phần ốc chân đèn luôn nha các anh chị nha. Ốc chân đèn ha. Đây. Còn nguyên nè, khung xương còn nguyên nè các anh chị. Đó, thấy không? Rồi nhìn phần vỏ ốc máy giùm Tiền luôn ha. Mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình quan trọng là xe này có đâm đụng hay không, có ngập nước hay không, có đại tu động cơ và hộp số hay không ha các anh chị ha. Còn như với cái chuyện mà dẫm tút bên ngoài một vài chỗ hay là sơn lại một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha. Đó. Rồi, ok nha, để Tiền đóng lại. Cao quá. Rồi. Rồi thì Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha, thì đây là chiếc Pajero Sport máy dầu số sàn đời 2017. Chiếc này thì đã đi được 80.000 km rồi, thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là, giá đây Tiền báo thì sẽ báo cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này á thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì 7 chỗ đợt này bên Tiền về cũng khá là nhiều á các anh chị, như là Captiva nè, Captiva hiện tại bên Tiền còn đang có 3 xe luôn, một xe đời 2016 và hai xe đời 2017 số tự động hết nha các anh chị nha. Và một số dòng xe khác nữa. Nếu mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ với Tiền, Tiền sẽ tìm xe cho các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe mà mới nhất vừa về bên Tiền thì các anh chị là người đầu tiên xem được ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.